Ôi giời ơi, người người làm đẹp, nhà nhà làm đẹp. Cứ như là đi chảy hội thế này thì cũng chờ đến bao giờ? À? Anh yên tâm, em có hẹn với bác sĩ trước rồi. Hẹn trước rồi hả? Hẹn rồi. Thế thì tốt, chứ đợi xếp lớp, chứ cứ mà đến Tết, Tết vào nhỉ? Vào thôi. Ờ à, rồi. Vâng, em mời ba chị lên trên tầng ạ. Dạ. Chào em. Vâng, em chào anh chị ạ. Anh chị đã có lịch chưa ạ? Chị có hẹn với bác sĩ Hoàng Tuấn để xử lý cái sẹo này. Vâng ạ, chị chờ em một lát ạ. Chị có phải tên là Mượt không ạ? Ờ đúng rồi, chị là Thúy Mượt nhá. Giỏi nhỉ. Vâng ạ, thì mời anh chị lên trên tầng 4 ạ. Đi theo em ạ. Cảm ơn em. Anh chị lên nhá. Dạ, mời anh chị ạ. Dạ, em mời anh chị vào đây ạ. Đây ạ. Dạ, thưa bác sĩ, đây là bệnh nhân Mượt, đã có lịch hẹn trước ở bên mình rồi đấy ạ. Dạ, anh chào anh ạ. Chào bác sĩ. Em xin phép anh chị em đi xuống dưới ạ. Chào anh. Dạ vâng, chào anh chị ạ. Xuống dưới đi. Xuống tầng 3 ngồi uống cà phê cho nó mát. Tình hình em làm lâu đấy. Không, anh ở đây bảo vệ em nhé. Dạ thưa anh, trên này chúng tôi đã có đội ngũ bác sĩ và điều dưỡng chăm sóc bạn ấy rồi ạ. Anh không cần phải lo lắng gì đâu. Đấy. Ồ. Thế không được ở đây xem chuyện tình trực tiếp à? Anh thông cảm, trên này là phòng mổ vô khuẩn, người nhà không được phép ở lại. Anh vui lòng xuống tầng 3 và ngồi đợi ạ. Nghe anh nói gì chưa? Xuống tầng 3 ngồi đợi. Ôi giời ơi, đau không? Thương lắm. Chúc may mắn. Nhiễm trùng người ta bây giờ. Nhiễm trùng sao mà. Ai, xin tôi chờ tí. Nào hai mẹ con nhanh lên nào. Ôi giời, cái con bé này. Sao mặt mũi thì xinh xắn thế mà ngã vập mặt vào đâu mà lại lệch hết cả cái ống thở đi thế hả cháu? Cháu nó bị đánh ghen oan đấy bác ạ. Đánh ghen oan à? Dạ vâng. Đấy bác xem, tay cái con mụ tích ý, nó to như hộ pháp ý. Thế mà nó rơi cả vào cái mặt con nhà em như thế này thì còn gì là cái mặt nữa? Úi dồi ôi, chết rồi. Mụ tích mụ đi đánh ghen à? Cái mụ đâu rồi? Hả? Đây, hả? Chính là cái con mụ này này. Cái gì? Úi dồi mày quá. Thế mà tôi lại cứ tưởng khổ quá. Đây. Bác xem, tay mụ như thế này, thế mà nó dám úp vào mặt con nhà em, thế thì còn gì là thanh xuân nữa? Ô, cái tay chuối mắn mà lại úp vào được như thế này thì lạ nhỉ? Bà tả lại tôi xem đâu. Đây này, nó úp như thế này. Ôi mẹ, dạ. Mẹ xin khổ quá cái bà này. Trời ơi, sao lại đánh cháu nó như thế? Thôi bác xin lỗi, mẹ nhỡ tay rồi nhá. Bác xin lỗi, mẹ nhỡ tay nhá. Mà cái bà này, tại sao mặt mũi để trông dữ tợn như thế kia? Mà bà lại ác như thế hả? Thế thì tôi phải đưa nó vào đây để khắc phục. Con này là con nhẹ đấy. Mấy con trước á, tôi còn đánh cho lát người. Úi giời ơi, khổ quá rồi các bà. Tại sao lại cứ ghen tuông, lại cứ xâm hại đến cơ thể của các cháu như thế là chết đấy. Vi phạm pháp luật đấy. Thôi, vào cho bác sĩ Hoàng Tuấn, bác cái chữa mũi cho cháu, không thở được đâu. Đi vào đi. Em cảm ơn bác. Rồi, thôi, vào đi. Đi đi con. Khổ lắm. Ô, sao cái đơn vị này thế nào mà nhiều người sinh thế nhỉ? Này, các cháu ơi! Các cháu ơi! Chào ba em! Cho anh hỏi nhờ tí. Ô, hay nhỉ. Các em cho anh ngồi nhờ tí. Bác có tự dưng. Ô, hiện đại nhỉ.
Này, mà này, ba em, sao các em lại cứ gọi anh bằng bác thế? Anh trông thế thôi nhưng mà có tí tuổi mà, cứ gọi anh bằng anh như cho nó trẻ nhỉ? Này, các em cho anh hỏi là các em đến đây để đại tu hay là trung tu hả? Trung tu, đại tu gì ạ? Ừ, thì tức là các em đến đây để sửa chữa những gì? Bọn em có làm gì đâu, làm mỗi mũi, mí với cả tắm trắng toàn thân thôi. Ôi, thế thì là đại tu rồi còn gì nữa. Thảo nào, trông đứa nào nữa đấy, trông như là tiên giáng trần ấy nhỉ? Ơi trời ơi, đẹp quá, trắng muốt mùn muột thế này. Sao thế? Em mời ba chị và nghe bác sĩ tư vấn ạ. Vậy, các em ở đây đang vui, sao lại vào đi tư vấn làm gì? Này, ba em ơi, chúc ba em thành công nhé. Dạ, anh vào thẩm mỹ ạ. Ờ. À, dạ mời anh gửi xe xuống hầm giúp em ạ. Dạ. Cậu phải hết sức cảnh giác với cái thằng cha kia nhá. Sao phải cảnh giác ạ? Hôm trước tôi gặp ở bệnh viện nhá, thấy hắn lượn đi lượn lại, mắt đảo như giặc lạc này, nhằng cái chúng cái bà hét toáng lên là bị rạch một cái túi. Hết sức cảnh giác, nhớ chứ. Dạ vâng, em cảm ơn bác ạ. Dạ các anh lên trên cẩn thận nhá. Vâng, em chào hai chị ạ. Cảm ơn hai chị ạ. Ờ, anh ơi. Dạ, em chào anh ạ. Anh cần gì ạ? Anh vào tìm vợ anh. Dạ. Vợ anh đang làm mặt trong này. Dạ vâng, thế chị đấy tên là gì ạ? Tên là Mượt. Thúy Mượt. Cái cô mà ở cái mặt có vết sẹo to như con rết ý. Thế cô ấy bảo đang chữa mặt ở đây. Vâng, vậy thì mời anh lên trên tầng 4 ạ. Cảm ơn. Vâng ạ. Bác dừng lại cho em hỏi chút ạ. À. Bác đến đây có việc gì, tìm ai mà bác leo lên leo xuống 6-7 tầng mà vẫn chưa tìm được ạ? Tôi đi tìm vợ tôi. Cô ấy đang làm đẹp ở đây. Vợ bác à? Thế vợ bác tên là gì ạ? Tên là Mượt. Thúy Mượt. Thúy Mượt. Thế tên đầy đủ là gì ạ? Đây rồi. Ôi, nhà khoa Hoàng Tuấn gương. Tôi đi muốn kiểm tra lại cái bộ nhá. Gươm răng lợi dạo này thế nào mà nó trệu trạo quá. Bây giờ phát hiện ra nhà khoa đây rồi. Thế bác không nói từ đầu, để em dẫn bác lên thẳng đây. Em dẫn bác vào bên trong khám răng. Ba ơi, con mời bác vào trong nhá. Cô bạn xong rồi nhá. Này, em hỏi bác sĩ ạ. Dạ, thưa bác sĩ, có bệnh nhân mới ạ. Chào bác ạ. Bác lên ghế để cháu thăm khám nhé. Tôi nghe đồn cái răng số 7 của tôi nó có vấn đề. Nhờ bác sĩ làm sao cho răng của tôi nó chắc lại. Và các cụ bảo rồi, răng có chắc thì sức khỏe nó mới tốt. Vâng ạ. Mời bác nằm tựa lưng vào ghế này, cháu kiểm tra cho bác nhé.
răng răng 3, 6, 3, 7. Ghen oan này, sửa mũi xong rồi xinh thế này cơ. Úi giời ơi, xinh quá này. Mũi cái thằng tắp ấy, giời giỏi thật. Đây, cháu thở thử bác xem nào. Úi, tốt rồi, tuyệt vời. Mặt này. Mở mắt ra cho bác xem nào. Ôi thôi không được rồi. Mắt con này bé quá. Này, mắt bé này thì sao vừa rồi, vừa rồi không bảo bác sĩ người ta nhấn cho cái mí để cho nó xinh. Nhá, thế lần sau nhá, lần sau đến được gặp bác sĩ để bảo bác sĩ bác nhấn cho cái mí nhá, rồi còn bao nhiêu thì bác trả tiền nhá. Dạ vâng ạ, bác sĩ bảo là mấy hôm nữa quay lại ạ. Ừ rồi nhá, mấy hôm nữa quan anh quay lại rồi bác cho tiền nhá. Tích. Gì đấy? Mí mủng gì, nhân nhá gì mà cứ như vật mặt con dành nhà người ta ra thế à? Khổ quá thì con bé này nó vừa bị đánh oan tí chết đi. Thôi hai mẹ con đi về đi, nhà tôi nó hơi ghen. Mà này, lần sau mà thấy có đánh ghen thì tránh xa ra, không nó đánh nó hỏng mũi đấy nhá. Tôi đi về đi. Rồi, hai mẹ con về nhá. Mà này, lần sau đi nhấn mí, ấy bác một câu, bác vẫn cho tiền nhá. Này. Ê, gì đấy? Anh cũng đạo chứng nào thật đấy nhá. Nhìn thấy gái cái mắt sáng như sao ấy, không nhìn thấy tôi đứng ở đây à? Vẫn nhìn thấy thầy. Có nhìn thấy cái vết sẹo to bằng con rết ở trên mặt tôi nó bay đi đâu không? Đâu? Ừ nhỉ? Thế nó trốn đâu rồi nhỉ? Ừ. Nó bay đâu rồi? Hả? Bác sĩ người ta xử lý rồi. Úi giời ơi, sao mà cái trung tâm thẩm mỹ này nó tài thật ấy nhỉ? Úi giời, xinh không tì vết. Em chữa thế nào mà em lại đẹp hơn cả cũ nhỉ? Thế mà không đến đây ngay từ đầu lại cứ đi theo cái lão sự đến mấy cái thằng người bác sĩ vớ vẩn tí hỏng mặt ấy. Chị ạ, con Hương Voi bạn thân của em ý, nó là tín đồ trung tâm thẩm mỹ này, nó dắt em đến đây đấy. Này, Hương Voi bạn em nó có xinh không? Xinh chứ, trước nó á hậu một hậu Hải Dương ấy. Này, đời anh chưa bao giờ được yêu á hậu một đâu. Em này, hay là em giới thiệu con Hương Voi cho anh nhá. Này! Hả? Anh lại bắt đầu rồi đấy nhá. Anh có thích cho trò phát. Khổ quá, đùa tí. Không có đùa nhá. Thôi, đi vào thanh toán nhanh thì người ta còn về. Đưa hóa đơn đây. Này, nhanh lên. Ê, cái vơ vẩn lẻ tẻ này có cái gì đâu mà cứ về. Hết bao tiền đây xem nào. Hả? Ôi sao nhiều tiền thế? Anh bảo gì đấy? À không, sao rẻ thế nhỉ? Này thế ở đây người ta có thanh toán bằng thẻ không? Có chứ. Thế tiện quá gì nữa. Tốt rồi, trong thẻ này có hơn 1.4 tỷ đấy, cầm thanh toán đi này. À thôi từ từ. Sao? Tự nhiên lại quên mật mã nhỉ? Sao đầu óc rộng này chán thế nhỉ? Thôi em đợi anh tí, anh ra nhà băng anh rút tiền rồi giả nhé. Đợi anh tí. Rồi. Này. Thôi đợi tí. Tôi đi nhanh rồi còn về đấy nhá. Rồi. Người ta đứng đây ta chờ đấy. Khách VIP không thể nào ra đón à? Thôi em chào bác. Yeah. Mời bác vào xem xe. Bác tìm cái xe gì ạ? Tao bán. Yeah. Tao có con siêu xe mày định trả bao tiền? Siêu xe bác đâu? Đây. Đây à? Tao đang ngồi lên nó đây. Ôi Huân Lùn ơi, bác tao bảo này, mày xem có quất con này cho bà già mày không? Con này hả? Tháo hồ sắt.
con này nhiều sắt đấy. Thế bác định bán em này bao nhiêu? Theo như hiệp hội cổ vật người ta định giá ấy, con này của tao là 2 tỷ. Nhưng mà nếu chú thiện chí mua ấy, anh bán cho chú 1 tỷ 980, không mất một xu. Bác cứ đùa ấy à? Con này á, 4 con lốp hơi to anh nhỉ? Lốp dày. Trừ 4 con lốp đi, cân vội được 7 tạ không bác? Ấy, không đến 7 tạ đâu. Con siêu xe này của tao làm bằng chất liệu siêu nhẹ, chưa đến 5 tạ đâu. Thế thì càng rẻ bác ạ. 700 x 5 tạ, 5735, 3,5 củ. Mày vừa nói cái gì? 3,5 củ, được cái cháu cốp tiền cho bác luôn, chiều cho em đi Thái Nguyên. 3,5 củ là bao tiền? 3,5 củ là 3,5 triệu. Cái gì? Siêu xe của người ta 2 tỷ mà lại giả 3,5 triệu à? Thế thôi bố à. Này, mày có tin tao vả cho mày phát văng răng ra không? Hả? May cho mày là hôm nay tao bận nhé. Chứ nếu tao rảnh, tao sẽ dùng cọc tao quật ngã mày ngay tại chỗ, mày tin không? Hôm mà là nhằng lão hoàn cập dạy. Đại ca sáng sớm thì là giới thiệu cho ngay quả nát. Bùm toay một luồng trường. Ông hạ cánh xuống, đã hồi nách thì còn chê người ta hồng xiêm. Phải công nhận là sau khi xử lý xong cái bộ nhá cái này, đầu óc nó nhẹ nhõm hẳn đấy. Cơ mà này, anh bảo họ là anh đau cái răng số 7 mà thế nào họ lại xử lý răng số 8. Thế nhưng mà xong đó thì cái mồm miệng nó cứ nhẹ như lông hồng vậy. Thế mới lạ. Chị ạ, trung tâm thẩm mỹ Hoàng Tuấn mà lì tiêu chuẩn 5 sao đấy. Em nói nghe nhá, địa chỉ này mà không uy tín chất lượng thì làm sao mà khách cứ vào nườm nượp như thế. Bình ra chứng tỏ là không có người phụ nữ nào xấu, chỉ có những người phụ nữ không biết đến trung tâm thẩm mỹ Hoàng Tuấn. Chẳng. anh Tích về. Anh Tích ơi, anh Tích. Bực mình. Đi 5-7 cái nhà băng không rút lời nó 1 tỷ viên. Thôi, anh không cần phải rút nữa đâu. Anh sự anh ấy tài trợ toàn bộ cho em rồi. Cái gì? Sự giả tiền rồi à? Vâng. Ai cho ông làm trò mèo ấy? Hả? Cái gì? Thế thôi, ông vào ông thanh toán giả lại tiền thôi. Tôi nói như thế là để ông rút kinh nghiệm nhá. Lần sau đừng có tranh giả tiền như thế, chuyện tiền bạc nó phải rõ ràng phân minh. Thế bây giờ ông vào thanh toán cái tiền cái mặt của em mượt đi. Nhanh. Đi. Tôi bảo là đi về nhá. Tranh nhau giả tiền để người ta cười vào mặt chưa? Ai chả chả được. Cứ đứng cãi nhau mãi. Bây giờ thống nhất thế này nhá. Anh Tích lên ô tô đi. Còn em sẽ đi xe máy cùng với cả anh Sự. Chính xác. Ê, không được. Đi xe máy để gió nó tạt cho vỡ mặt à? Không được. Cái xe của ông Mù Trần nó khác gì xe máy của tôi. Không nói nữa nhá. Bây giờ như thế này nhá. Bứng cả người cả xe lên ô tô, tôi trở về nhà nhá. Chấm hết, hai đứa không đứa nào nói gì nữa. Rui. Rui. Ôi, ông Tích. Ơi ơi. Ông đi được cái kiểu gì đấy hả? Cái kiểu gì đâu? Ông có biết bộ răng của tôi ấy vừa đầu tư gần 1 tỷ bạc không? Này, thế vừa rồi tay của ông du lịch ở chỗ nào trên người em mượt à, đã đi nhờ xe của người khác
thì phải ngồi cho nó đàng hoàng, cho nó nghiêm túc chứ. Tôi là nhà đầu tư chính và mặt của em Mượt, cho nên bàn tay của tôi nó thích đi du lịch ở chỗ nào đấy là việc của tôi nhá. Liên quan gì đến ông kia? Ông xuống xe ngay nhá, không nói nhiều, xuống xe ngay nhá. Thôi tụi em xin hai anh, cứ cãi nhau thế nhở? Cái gì? Đứng giữa đường đánh nhau người ta cười cho. Không đánh nhau đâu mà đánh nhau hả? Tao đánh đâu mà kể cả đánh có đánh nhá. Anh nói cho em biết nhá, lão này không có cửa nhá, anh sẽ dùng cơ học đánh tụt đầu xuống gầm xe ngay nhá, có tin đâu. Nó vật vã là chúng thích gì này. Ôi trời, thôi em xin khổ quá. Kìa, làm gì đấy? Xuống. Xuống. Nhanh. Kìa. Xuống. Thôi. Đùa với thằng này, xuống ngay. Đi rồi. Thôi. Nhá. Này. Lão dỡ ngay cái xe của nợ của lão rồi tự đi nhá, để tôi đưa em Mượt nhá. Dỡ xuống. Vịnh. Vịnh. Dỡ xuống. Đừng có để thằng này dùng cơ học nhá. Đùa với thằng này à? Hả? Đùa à? Hả? Dỡ nhanh! Nhá! Đùa! Lên em đứng đường ơi! Anh giật cái mình! Sao em lại đứng đường thế này? Em lên xe cho nó đỡ bụi. Đứng đường nắng nóng lắm ý, hai anh cho em nên ngồi nhờ xe tí. Ơ người đẹp ơi, lên xe với nhà đầu tư đi. Người đẹp, lên xe với anh nhá. Đây là nhà đầu tư nhá. Người đẹp ơi. Người đẹp ơi, lên xe anh chở em ơi. Ôi tôi chết rồi, Mượt đâu rồi? Mượt ơi. Tôi chết rồi. Mà thằng ô tô kia bắt cóc Mượt đi rồi. Ông đúng là đồ ăn hại, đuổi theo. Nhanh cho kia kìa. Trời ơi. Béo. Vào đi. Nó đuổi quầy quậy đấy kìa. Ông đi mà vào. Ôi, có tôi ở đây rồi làm sao mà phải xoắn hả? Xuống xe. Hả? Xuống. Đang xuống đây. Vào. Đang vào đây. Đi đâu? Đi đâu? Các anh cho chúng tôi vào trong này có tìm việc. Việc gì? Việc gì? Chúng tôi vào trong này tìm người nhá. Ê. Này, cái xe ở trong này bắt người của chúng tôi. Chúng tôi vào để đòi người. Ở đây toàn các nghệ sĩ đại gia. Làm gì có chuyện đắt đó. Cút. Biến. Vơ vẩn như vậy. Người không bắt người của tôi. Vào đi. Thôi. Các anh không phải động binh đâu. Bọn em giúp ngay đây. Ông, đi thùng mất mạng. Em đi ạ. Anh ơi, anh, thế cái pen tinh tinh này là cứ phải cởi trần cởi chuồng ra này anh.
phải cởi ra chứ. Ngài Super Vinh đây muốn có một bức tranh body painting treo ở ngôi nhà này cô em ạ. Khi ngôi nhà này hoàn thiện và đưa vào sử dụng, anh khẳng định với cô em sẽ nổi tiếng trên toàn thế giới. Anh ơi, em nghe tiền thì em cũng khoái đấy. Cứ nhưng mà cứ nghĩ đến cái lúc mà mình cởi trần cởi chuồng ấy xong người ta vẽ người em cứ buồn buồn thế nào ấy. Buồn lắm. Cắt xe anh trả cho em 20.000 đô thì có gì mà buồn. Sao? Vâng, vui. Vâng. Có cái quạt này để đầu giường. Đúng là mát. Chép lạ thật đấy. Ui trời, toàn vàng chứ. Nón ông ấy để trên lưng thế này. Ui thế này rồi này mới lạ chứ. Lão sự, lão đã bị bắt. Không, em có cắp ăn trộm gì đâu. Rồi ạ. Làm tôi giật cả mình. Ông làm cho gì? Này, cái này đẹp không? Đẹp, bỏ xuống. Toàn vàng đấy. Vàng bỏ xuống. Nhanh. Tôi với ông đến đây không phải là đi tìm vàng nhé, mà chúng ta đến đây là để đi giải cứu con tin. Ông quên à? Vàng mất thì có thể mua lại được. Thế nhưng mà mượt mất vào tay thằng khác thì anh em mình không bao giờ mua lại được đâu. Đúng. Bạn nói đúng. Nếu bị mất mượt thì cuộc đời anh em mình coi như là chấm hết. Không ai nói gì nữa. Đi. Dặn ông nhé. Bọn đại gia nó ghét nhất là cái lũ ăn cắp vặt. Ông bỏ ngay cái tính ấy đi. Không là nó giết ông đấy. Tại sao ông lại bảo tôi là thằng ăn cắp? Nè, thế vừa rồi ông sờ xịt gì vào đồ của nó? Thấy nó đẹp độc lạ cho nên tôi cầm tôi xem thôi. Ông nhớ nhé. Xem sờ xoa, vuốt bóp nắn mà không được sự đồng ý của chủ sở hữu ấy, thì đích thị nó ấy là thằng ăn cắp. Ông hiểu chưa? Trong túi ông có cái gì kìa? Không. Có gì đâu. Lột ra. Túi này. Khổ quá. Đây. Thế cái này là cái gì? Tiền. Ông ăn cắp ở chỗ nào của nhà nó? Cái gì? Tiền công trình của tôi đấy. Ông để tôi giữ cho ông nhé. Chẳng may có bị mất thì không bị mất trắng. Ông hiểu chưa? Ok. Tiền của tôi mà mất là mất thế nào? Cái gì? Tiền này của ai? Tiền của tôi. Của ông á? Thế này của ai? Ông đọc số seri đi. SBC 114.
141, 115, 119, 911, hết. Đây, ông đọc đi. Đọc đi. Đọc đi. Đọc đi. Đọc đi. Thế này thì bố ai đọc được? Tôi nói cho ông biết nhé, các cụ đã bảo rồi nhé, đồng tiền đi liền với khúc ruột. Tiền của ông mà ông không nhớ số seri, thế thì làm sao ông chứng minh được đây là tiền của ông? Hả? Tiền ý là phải đậy lên đầu như thế này, nếu có bị bắt bố nó không đòi được nhé. Tôi nói đòi thế nào? Tiền của tôi đấy mà. Đòi bé tôi không, nó đòi mất tiền đấy, khổ quá. Nhưng mà tiền của tôi giả tôi im nhé, đã rút rồi còn hay cãi. Thôi đi vào giải cứu con tin đi nhé. Ông Hậu Động ông đi trước, tôi đi sau tiệm chợ nhé. Có súng rồi đây nhé, lên đạn. Bạc bạc. Yên tâm chưa? Yên tâm rồi. Đi. Đi. Đẹp quá. Ngài Super Vinh, ngài thấy hai con siêu sư tử của tôi thế nào? Có được không? Nhìn con này, thần thái của con này chưa được, chưa ăn thịt được. Thế à? Thế thì ngài chờ tích tắc, chỉ cần vài nét là tôi sẽ cho con này ăn thịt được luôn. Đấy, đấy. Giữ chưa? Ôi. Anh ơi, anh nhìn thần thái cái con sư tử như thế này mà anh bảo là chưa được á? Em nói thật với hai anh, chứ lúc em mới vào đây em nhìn vào mắt hai con sư tử, em tưởng là nó muốn ăn tươi nuốt sống em luôn. Em, bây giờ đến lượt em. Em cởi ra để anh chụp test một vài kiểu, để mấy hôm nữa mình vẽ cho nó chuẩn nhá. Cởi luôn bây giờ á? Luôn chứ còn gì nữa. Thế là em cởi luôn cả y phục ở đây á? Ngay tại đây. Thôi. Nào. Thế thì ngại nhở? 20.000 đô thì có gì mà ngại. Vâng. Thế thì cũng vì cái 20.000 đô mà em tụt luôn. Thế chứ. Ôi! Quang! Mượt ơi, xem mày dừng tay, đừng vội vàng cởi áo. Bọn anh lên đây là để cứu em ra khỏi trốn chơi bời. Mượt ơi, anh yêu em, yêu nhất trên đời. Nếu không có mượt thì... Thôi, thôi, thôi! Ông nhảy xuống cứu con tin đi, nhanh lên. Nhảy xuống đi. Rồi quên mất. Tránh ra. Mở đây. Mượt. Mượt ơi, các cụ đã dậy rồi. Nghèo chỗ sạch, rách chỗ thơm. Em đừng bắn thân như thế, mượt ơi. Các cụ bảo rồi, nghèo cho sạch, rách cho thơm. Xin mượt đừng vội vàng bán thân cho quỷ dữ, để rồi đây lại mang tiếng với hàng xóm làng giềng. Mượt ơi. Thôi, thôi. Thế là đủ thảm rồi. Khổ quá, bác Tích, bác Sự. Hai bác hiểu lầm rồi. Bác giúp Pe Vinh mời em về đây là để vẽ lui, vẽ lui, vẽ lui. Có làm cái gì em đâu. Bác cứ trả cho em 20.000 đấy. Cái gì? Này, anh sẵn sàng trả cho em 30.000 nhá. Để chuộc em về. Tiền anh có sẵn đây rồi. Đâu? À đúng rồi, tích. Tiền của tôi đâu? Anh em mình làm chó thì có tiền. Ôi giời ơi. Này, 20.000 là 20.000 đô đi các bố ạ. Hai đứa chúng mày đâu? Vào dọn cho tao hai cái đống đi đi. Bác bảo vệ, bác danh họa ơi, em xin bác. Bác hiểu lầm rồi. Bác Tích với cả bác Sự đây là người nhà em ấy mà. Người nhà. Người nhà. Vâng. Thôi, thế thì thôi. Dạ, kính thưa ngài 20.000 đô.
Thế vừa rồi là do chúng ta hiểu nhầm nhau thôi. Mà hình như là các ngài đang có nhu cầu là chụp ảnh Luy cho hai bọn tôi làm mẫu được không? Vâng. Dạ Luy hai cái lão này á? Dạ vâng. Nếu mà được chụp Luy thì dạ báo cáo với anh, chúng em chỉ lấy có 10.000 một thằng thôi. Mà bác tích bác sự, ngài Super đây là chỉ thích mẫu nữ thôi. Dạ xin giới thiệu với hai ngài, đây là bác Văn Tích, là hội trưởng hội hiệp sĩ thôn, còn kia là bác công sự, là chủ thầu xây dựng ạ. Dạ vâng. Xin giới thiệu với tất cả các ngài, tôi là chủ thầu xây dựng. Nhân tiện các ngài đang có một công trình đổ sộ như thế này, xem có cái mục nào mà nó chưa có chủ thầu ấy thì các ngài giúp tôi cho tôi dúng vào một miếng ạ. Vâng. Nhà thầu xây dựng của chúng tôi là cũng uy tín trên toàn thế giới. Đúng. Nói không giấu gì hai ngài chứ còn tháp Eiffel với cung đình Huế nữa. Ông nội tôi thi công đấy. Chính xác luôn. Dạ ngài Super ạ. Dạ báo cáo ngài là thôi thì trước là thù, sau mình là bạn. Có gì thì ngài trông trước tạo điều kiện cho hai bác ấy với ạ. Ngài cứ tạo điều kiện cho chúng tôi đi. Anh em mình toàn đại gia cả với nhau, không đi đâu mà thiệt. Thì ông thế nào? Thế thì đây. Đây, còn cái trại ngựa chiến đây, xem các bố có làm được không? Đâu? Đâu, 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 đây, đâu? Đây, đây. Đây. Các hạng mục công trình ở đây ấy, thì các bố không có cửa. Không chỉ cửa. Còn cái trại ngựa chiến của ngài Super Vinh đây, 8.000 m² đấy. Các bố có nhai được không? Nhai tốt. Nhai ngon. Ngựa của ngài Super Vinh đây là toàn ngựa chiến và ngựa quý. Và ngựa nó chỉ gơ mái. Đặc biệt là cây mái. Các bố phải lưu ý cho tôi. Rồi. Thì các bố có nhai được không? Nhai tốt. Chó mày chết rồi. Con chết rồi. Con chó này. Chó mày chửa đi. Đúng rồi. Chó mày chửa đi này. Kìa. Chó mày chửa đi này. Chó dừng tay lại. Chó mày chửa đi này. Chó chết gì này. Thằng Thánh Vũ Phúc này. Mày chết. Chó dừng tay lại. Giết cũng giết cái ta bây giờ. Anh cút ra ngoài kia. Không tôi đập chết cả anh bây giờ. Ôi giời. Cút ra ngoài kia. Tao chó mày chết rồi. Đi rõ đây. Uầy. Uầy. Ai à. Cô nói cụ thôi. Tại sao cụ không nghe lời con? Để con buộc phải dùng cơ học quật ngã cụ ngay tại chỗ. Hả? Mà thằng này là thằng nào? Con cái nhà ai? Thằng Sự thông gia với anh chứ có thằng nào. Ôi trời chết. Ông Sự à. Trời ơi, khổ quá ông Sự ấy. Trời ơi. Ông ăn trộm ăn cướp gì mà để cụ tới oánh ông cứ. Ủa, tôi chết rồi. Cụ oánh ông Sự chết cứng ra rồi. Sự ơi, ơi, thương quá Sự ấy. Hóa ra nó là cái mà nơ canh à? Cụ, thế này là thế nào? Thì tao bắt được quả tang bộ quần áo của thằng cha Sự ở trong hòm quần áo của cụ bà. Chúng nó giam díu tỏm tèm với nhau từ lâu lắm rồi mà tao không biết. Thế tại sao cụ biết là cụ bà giam díu với thằng cha Sự? Thì chúng nó chat chít Facebook với nhau suốt ngày suốt đêm. Chúng nó là thánh Facebook. Cụ bà hư quá. Thế bây giờ cụ bà đâu rồi? Tao trả về nơi sản xuất rồi. Rồi ơi, sao cụ lại trả về nơi sản xuất? Thế thì khác gì cụ tạo điều kiện cho hai đứa chúng nó gian díu với nhau à? Ok anh Đích, dù sao cụ bà vẫn là vợ của tôi, anh không thể gọi nó là nó được. Thế nhưng mà con gọi là nó là còn nhẹ đấy, chứ không có phải gọi là cái loại giày đánh với cái thằng thánh vật nhá. Thôi anh Đích ơi, cái chuyện trai gái đĩ bợm nó chả có gì hay ho đâu. Thôi anh đừng có to tiếng làm gì không thiên hạ người ta cười vào họ nhà mình cho. Thế nhưng mà cái con giày đánh ấy được. Ok khổ. Thế nhưng mà cái con cụ ấy, nó bôi gió chát chấu vào cả họ chở ta. Mà cụ thì khám gái trẻ cho lắm không? Thôi, tôi biết rồi. Đây là việc riêng của gia đình tôi, anh về đi để tự tôi giải quyết. Về đi. Cái gì? Thế cụ định giải thế nào? Tôi giải tán. Chuẩn không cần chỉnh. Nha. Đi. Đi đâu? Đi trả thù. Trả thù ai? Trả thù cái thằng thánh vật này này. Cụ trả nhá. Con cho thằng này nó ăn cái tát gãy hết răng ra vì cái tội mất dạy. Vỡ mặt ạ. Ai giả? Đầu tay. Cụ. Đi. 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 Anh đi trước thì tôi theo sau. Cụ đứng lại.
Hả? Cụ đứng lại. Đi trả thù mà cụ đi bằng xe đạp thì trả thù bằng niềm tin à? Lấy con bốn bánh ra đây. Hết bả xăng rồi. Hết xăng thì đổ vào. Mấy hôm nay anh Toàn anh đi, anh mượn xe ô tô anh đi, anh có đổ xăng đâu. Ồ thế à? Thế thì cụ vào lấy chìa khóa mới lấy tiền thì con dẫn đi đổ xăng. Đợi tí. Nhanh lên. Ui giời. Lão đồng nát nhà mình mà làm thằng cha sự này giống phết nhỉ, y hệt. Lên đây không? Rồi hạ xuống. Hạ xuống đây. Rồi xuống nữa đây. Xuống nữa, xuống tí nữa nó dễ nhìn. Rồi cho vào kia. Hàng của mình tí ạ. Thấy như hàng của mình đấy. Thế à? Này, thằng kia cho tao hỏi. Đây có phải là hàng của Đoành Đoành đấy không? Cháu không biết. Bác vào hỏi ông chủ. Mày vào gọi thằng nào tên là chủ ra đây gặp tao. Nhanh. Bước. Hàng này hàng nhà mình thì cái chắc. Nhiều này ấy. Mình chưa các dự án khác gần 100 mét vuông hết đất. Đến 200 là hết. Đúng không? Em chào bác Tích. Ồ, thế là hóa ra là cái đơn hàng này là của bác Tích đấy à? Bác vào nghề cai thầu được lâu chưa? Này, cậu có phải là cậu Vũ Trinh không? Hả? Em Trinh đây. Ồ, thế à? Thế mà sao thiên hạ nó đồn là Trinh mất rồi, hóa ra là cậu vẫn còn à? Ôi giời, thiên hạ nó nói thế cho vui miệng nó thôi. Chứ là em vừa rồi em vừa đi phát triển thị trường, em mở một chuỗi cái hệ thống đại lý của em ở miền Tây Nam Bộ bác ạ. Thế là bây giờ là kinh doanh cái món này đấy hả? Vâng, em bán mấy chục năm rồi mà. Bán mấy chục năm rồi? Vâng. Này, cậu kinh doanh cái món này lâu rồi tôi hỏi cậu, mắc phải trả lời cho thật. Vâng, bác cứ hỏi. Trong các cái hãng thì hãng nào là tốt nhất? Nói anh ấy. Em thì trước đây bán nhiều loại lắm. Nhưng mà em khẳng định với bác là cái anh Tấm Lập Đông Anh Hà Nội ở tổ 8 thị trấn Đông Anh là đẳng cấp nhất luôn bác ạ. Em khẳng định đấy. Chắc chắn. Chắc chắn. À, cụ giám đốc này. Sao đấy? Cụ có công nhận là cái bọn đại gia nó chơi kỹ không? Cứ cái gì đẹp xịn đắt là nó chơi. Thì cái hôm ở chi biệt phủ Super Vinh ấy, lúc mà mình xem gọi cái phối cảnh cái trang trại ngựa ấy, tôi mới nhìn vào cái mái, tôi mới thấy cái đề là cái chữ là Tấm Lập Đông Anh Hà Nội tổ 8 thị trấn Đông Anh. Thế cho nên tôi mới xui anh là câu trả lời cuối cùng của anh là Tấm Lập Đông Anh Hà Nội tổ 8 thị trấn Đông Anh, trúng thầu luôn còn gì nữa. Nhưng mà các bác mua về lập cái lán trại gì mà mua nhiều thế? 8.000 mét cơ đấy. Tôi đang cổ đông xây cái trang trại nuôi ngựa chiến để xuất khẩu ra nước ngoài cho bọn quý tộc mà. Là bác nghe độc lạ đấy kìa. Nhưng mà bác cho em cổ phần với. À, cổ đông ấy. Muốn cổ đông à? Vâng. Công ty một năm doanh thu bao nhiêu mà là cổ đông? Em cứ nhẩm tính sơ sơ thôi. 20 cái đại lý của em, một năm thì cũng ngót nghét được hơn 2.000 tỷ thôi bác ạ. Ơ kìa. Sao thế? 2.000 tỷ. 2.000 tỷ à? Hơn 2.000 tỷ. Hơn 2.000 tỷ, vâng. À? À thế cũng sắp xỉ gần vào cái doanh thu của tôi đấy. À. Ừ, thế là được ấy nhờ. Này, dạ. Cụ giám đốc này, thế doanh thu của mình là bao nhiêu ấy nhỉ? Hả? 3.900. 3.900 là bao nhiêu tiền? 3.900 tỷ. Nhưng đấy nó là chi nhánh nào? Đoành chỗ chi nhánh nào? Nghe thấy chưa? Vâng. Một chi nhánh đã như thế. Còn tất cả các chi nhánh của tôi, một năm doanh thu của tôi là 3.900.000 tỷ nhé. Tôi làm quần quật mà chỉ hơn ông một tí tí. Năm mà bác thu 3.900.000 tỷ, quá tích. Doanh nghiệp của bác quá khủng. Nhưng mà này, cái vụ cổ phần cổ đông cái ngựa nghiếc gì đấy, bác tính nào? Riêng cái chuyện ông muốn cổ đông để tôi tính đã nhé. Nào nhỉ? Thôi được rồi. Bây giờ như thế này nhé.
Nếu như mà ông muốn chung ngựa với tôi thì ông phải cho đoành 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 của chúng tôi canh ti cái món bán tấm lợp. Ông đồng ý không? Cái tưởng gì? Cái món đấy làm nhất trí luôn. Ừ. Nhất trí. Nhưng với một điều kiện nhé. Là dạ, sang năm doanh thu của ông phải tăng lên là 5.000 tỷ nhé. Đơn giản. Đơn giản. Ông cho tôi kế hoạch thế nào? Có gì đâu. Em chỉ cần mở thêm 20 cái đại lý. Mình cứ bán hàng đẹp, chất lượng, thân thiện với môi trường. Thì cái chuyện 5.000 tỷ đối với em nhạt tuyệt. Chúc mừng cậu đã quay vào ô quý tộc của Đoành Đoành Đoành. À, cảm ơn bác. Dạ. Đấy. Toàn những đại gia của câu lạc bộ nghìn tỷ. À, thật đoài. Thế mày nợ tao 300.000 mày không trả? Vớ vẩn. Gì đấy? Lúc nãy mình cứ ngờ ngợ cái cậu Vũ Trinh thì hóa ra là nó giống cái thằng Liệt Say à? Bác, các bác thông cảm. Nó là em trai ruột em đấy. Lại đến xin tiền đấy mà. Mới hôm qua vừa cho 1 triệu. Đi nốc hết rồi à? Vào nhà để cho tao bán hàng. Vào đi mà lĩnh tiền. Gì. Ừ. Úi giời ôi. Này. Hả? Cụ vay tiền của cái thằng Liệt Say này làm cái gì? Lô. Chúng mày trượt. Trượt. Nhục. Giời. Con đã cấm cụ bao nhiêu lần là không được cờ bạc rượu chè. Cụ nhớ chưa? Thế mà bây giờ nó cụ lại thế. Cụ phải nhớ là bây giờ doanh nghiệp Đoành 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 của mình đã vào câu lạc bộ nghìn tỷ rồi. Cụ mà còn cờ bạc như thế là cụ giết con đi. Thế biết rồi. Vào lấy con dao vào đây. Cụ mang ra đây. Cụ cầm ấy. Cụ cầm chắc vào. Đây. Cụ giết con đi. Cụ giết đi. Giết đi. Điên giết à. Đi. Tao trả dại. Suốt ngày cờ bạc nô đề. Khổ thế chứ đi. Xin chào hai tỷ phú ạ. Tỷ phú đang chụp tranh đấy ạ. Công trình của tôi thế nào rồi hai ông? Dạ thưa tỷ phú, ngựa của tỷ phú là toàn ngựa quý nên là bọn em là phải làm ngày làm đêm đấy ạ. Dạ thưa tỷ phú, là công trình 8.000 m² của tỷ phú mà tỷ phú cho đến 8 thằng giám sát thì đành 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 bọn em làm sao dám làm láo ạ. Hey, ngài ạ. Cái bọn Đoành 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 này nó làm tốt đấy. À dạ, tốt đúng không ạ? Vâng ạ, chính vì bọn em làm tốt nên hôm nay là bọn em có mang cái bản nghiệm thu đến. Mong hai tỷ phú thanh toán tiền cho bọn em ạ. Thôi được rồi, cứ để đấy, ra kia chơi long quăng đi, rồi lát vào đây thanh toán nhá. Dạ vâng ạ. Em xin phép ngứa mồm tí được không ạ? Em góp ý về chuyên môn chút ạ. Dạ. Cái gì? Dạ thưa hai tỷ phú, là hai tỷ phú xây cái nhà gỗ mà to cao hoành tráng như thế này mà lại chỉ dùng có sofa salon phô tơi thế này thì em thấy nó không hợp, đưa vào em sợ là nó không khít. Bố này làm xây dựng mà chả hiểu cái quái gì cả. Hai cái phòng đầu hồi này nhá là hai cái phòng vui chơi giải trí và nghe nhạc, hiểu chưa? Thử hỏi các bố xem, ngồi xem bộ phim hàng tiếng đồng hồ, ghế gỗ và tràng kỷ, các bố có chịu được hay không? Chưa kể là xem những bộ phim nó cộng 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 nữa ấy chứ. Hay nhỉ. Ngồi ghế gỗ để nó gút bông à? À thế ạ. Bây giờ thì tôi mới hiểu là ghế gỗ nó tiêu diệt mông như thế nào. Hay quá. Bây giờ giải trí xem phim và nghe nhạc, người ta phải ngồi salon của Erado. Hiểu chưa? Thành tích đấy chưa? Mấy lần mày dẫn tao đến đây tao thấy ở đây có cái bộ sofa Erado, tao xui vợ mày mua. Úi giời, ngồi êm ru. Cậu thì biết cái gì? Nhà tôi là từ tầng 1 cho đến tầng 18 nhá, là đều dùng cái loại ghế y hệt như thế này đấy. Nhà ông 18 tầng cơ à? Chính vì thế hôm nay tôi mới đến để nhờ hai tỷ phú thanh toán tiền cho tôi để tôi về tôi xây tiếp cái nữa đấy.
Ngài Super ơi, hay là ngài mở kho thanh toán cho cái đoành đánh đoành cho nó xong đi ngài nhỉ? Dạ, đi. Đó. Cảm ơn ngài. Này, này, hay nhỉ? Này, phải công nhận là cái bọn đại gia này nó chơi kỹ thật ý. Nhờ, tranh tượng mà trông cứ như là người thật. Trông sống nhỉ? Ừ, sống nhỉ? Ôi, cái gì đây? Cụ sao đây? Sao thế? Tao mới chỉ có xem sờ xoa có làm cái gì đâu. Này cụ, cụ xem sờ xoa thì được nhỉ? Chứ còn cấm cụ không được vuốt bóp nắn. Hỏng hàng của nó bắt đền cho ốm đấy. Biết rồi. Quay lại, đếm đi đếm lại vẫn thiếu 5 tờ. Này, hả? Tiền con để trong cốp. Cụ có chót rút lõi đi để hút thuốc lào không đấy? Tôi nói thật với anh nhé, tôi cũng nghèo thì nghèo, không bao giờ tôi làm cái trò mèo đấy nhá. Này, đây, túi đây, làm gì có tính nào? Ồ, hay nhỉ. Cụ có chót lấy thì con có giết được cụ đâu mà có gì mà cụ phải rõ ấy. Nhưng mà anh nói đây là khác gì tôi là thằng ăn cắp. Cắp kiếc gì rể. Mà thôi, anh Campuchia đi, để tôi còn về đây. Tôi đấy chẳng bám đít anh. Mà này, con nói với cụ thì con cũng điên lắm rồi chứ. Đừng để thiên hạ người ta cười vào mặt cho ấy. Nhưng mà anh nói đi. Im, chấm hết, không phải nói gì nữa. Thôi thôi, sáng sớm này ra hai cụ cháu làm cái gì mà căng thẳng thế? Vào đây uống nước đã. Rồi. Đi vào đây, căng thẳng quá. Ừ. Thôi. Cái gì thế này? À, ba, đây. Ủa? Rồi, bà My cho đặt nhờ cái biển quảng cáo đây nhá. Cái gì này? Đoành à? Ôi dồi, này, bây giờ cái thằng cụ trẻ đoành lại làm cai thầu xây dựng à? Ôi dồi, quách phép nhờ. Này, nếu mà có khách thì bảo gọi điện cho tôi nhá. Gọi điện à? Ừ. Thế nhưng mà... tôi chi hoa hồng nhớ nhá. Đấy rồi. Uống nước đi. Đi đi còn ngồi đấy làm gì? Anh đi đi, tôi đấy đi theo đít anh. Thế cụ có đi chia tiền không? Hả? Cụ đi chia không? Hay là tôi mang đi vứt nhá? Tôi vứt luôn đây này. Này, được. Phí. Đưa chị. À đúng rồi. Cho tôi. Thôi. Cho luôn. Bà không cho đâu. Tôi đi. Cho luôn bà 200 triệu nhá. Thôi. Để tôi đi. Tôi đi. Không phải cho ai cả. Thân lửa ưa nặng. Đời chưa thằng nào chia tiền nhá. Đi. Đi. Bà ngoại thằng cu tóc nghe đây. Cái gì vậy? Từ nay cắt đứt toàn bộ quan hệ ngoại giao với gia đình nhà thằng Tích. Ôi dồi ôi. Này, thế hai ông lại có chuyện gì à? Nó vừa cướp công trình của tôi. Hả? Mấy tỷ đấy. Cái gì? Mấy tỷ á? Chứ còn gì nữa. Ôi dồi ôi, sao mà lại khốn nạn thế cơ chứ lại. Chính vì thế cho nên phải cắt đứt toàn bộ quan hệ với nó nhá. Để anh cầm ba lô cho. Thôi không cần nữa. Ra cái thể thống gì cả. Ô, này, ông đi đâu ấy? Tôi đi trả thù. Ơ, cho tôi đi với. Tôi trả thù theo công nghệ 4.0. Bà đến đâu mà đi trả thù?